Cháu xin trân trọng được tuyên bố lễ sinh nhật lần thứ 70 của bà Nguyễn Thị Nga với chủ đề Bao la tình mẹ xin được phép bắt đầu. Quốc phòng xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Người
ơi mẹ ru à ơi, từ nơi mái tranh nghèo văng vẳng tiếng à ơi, con mang theo suốt đi cuộc nghỉ đời ý, 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 ý. Mẹ Nga đã tàu tần vất vả nuôi con từ trứng nước ngây thơ, ký ức trong con không thể phai mờ, ấm áp công cha bao la tình mẹ. Dòng thời nghi gian trôi chảy, ơi ơi à để qua từng tháng năm, bàn tay mẹ vun đi chăm cho con đi được học hành, con của mẹ giờ đây đã công nghi toại danh nghi thành ý, 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 ý. Nỗi niềm mi con yêu kính mẹ ấy, ơi ơi à để con viết ni thành bài ca, tấm lòng đứa con đi xa hát tặng ý mẹ ở quê nhà, ơi tình mẹ bao la, ví như ý biển đi thái bình ý, 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 ý. Vâng, kính thưa quý vị, vào bài hát vừa rồi, bài Bao La Tình Mẹ, Quốc Phòng xin được tặng riêng cho mẹ Nga nhân dịp sinh nhật mẹ tròn 70 tuổi và xin được kính chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn màn biểu diễn vô cùng ấn tượng của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng đến từ nhà hát chèo Hà Nội với làn điệu chèo Bao La Tình Mẹ. Như một nốt trầm dịu dàng của chương trình mang lại những cảm xúc lắng đọng cho các vị khách quý trước khi chúng ta bước vào phần lễ chính ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho màn biểu diễn vô cùng ấn tượng của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng ạ. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, cho phép cháu MC Minh Phương được gửi tới toàn thể các ông bà, các bác, các cô chú lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc các ông bà, các bác, các cô chú một năm mới Giáp Thìn thật nhiều thành công rực rỡ. Kính thưa tất cả các ông bà, các bác, các cô chú, đúng ngày này cách đây tròn 70 năm, vào thời điểm nắng xuân cựa mình sang hạ Giáp Ngọ 1954, bà Nguyễn Thị Nga đã cất tiếng khóc chào đời và để đến ngày hôm nay, khi vừa tận hưởng không khí xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta lại vui mừng ngồi đây kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của bà. Về dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chủ nhân bữa tiệc, bà Nguyễn Thị Nga. Và ông Mạc Kim Tôn, người chồng đã gắn bó với bà trong suốt hơn 50 năm qua và là người luôn sát cánh, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những nốt thăng trầm với bà. Xin một tràng pháo tay cho sự hiện diện của bà và ông ạ. Chúng ta cùng vinh dự chào đón sự có mặt của hơn 100 vị khách quý là họ hàng và bạn bè thân thiết đôi bên của ông bà. Bạn bè của các con bà đã không quản đường xá xa xôi từ khắp các tỉnh thành như Thái Bình, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước,
để trở về với khán phòng sang trọng của Star Galaxy Hà Nội để chia vui và tham dự bữa tiệc sinh nhật. Đặc biệt, chúng ta vui mừng chào đón sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Hòa, Quốc Phòng, Thảo Quyên, Hồng Thắm và Huyền Trang đến từ nhà hát chèo Hà Nội. Các nghệ sĩ sẽ đem đến lời ca tiếng hát của mình góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho sự hiện diện của tất cả các ông bà, các bác, các cô chú và các vị khách quý ạ. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, các cụ xưa quan niệm rằng người nào sống qua một vòng hoa giáp 60 năm mới được coi là thọ, sống đến 70 tuổi là thuộc loại hiếm. Đại gia đình chúng ta may mắn có một số thành viên đã bước qua tuổi 70 tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết. Bà Nguyễn Thị Nga, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, sẽ là người tiếp theo trong đại gia đình bước tiếp vào cột mốc quan trọng của cuộc đời này. Chính vì vậy, hôm nay là một ngày trọng đại để chúng ta ngồi đây ôn lại những kỷ niệm, khắc họa chân dung về cuộc đời bà và để chúc mừng bà thêm thật nhiều sức khỏe để sống thật lâu, thật vui bên các con, các cháu và đặc biệt bên người chồng đã gắn bó với mình trong suốt hơn 50 năm qua và còn nhiều năm sau nữa. Để nhìn lại 70 mùa xuân qua, ôn lại cuộc đời mà chủ nhân bữa tiệc hôm nay đã trải qua, chúng ta sẽ cùng xem một thước phim ngắn mà ban tổ chức đã thực hiện nhanh trong thời gian vừa rồi. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định Giang Sơn gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Mỗi người phụ nữ đều là một điều cao đẹp, là niềm tự hào của đất nước, gia đình, dòng họ. Đối với riêng gia đình chúng tôi luôn tự hào về người thầm lặng hy sinh, giữ lửa truyền thống cho gia đình, người vợ, người mẹ, người bà Nguyễn Thị Nga. Bà là người phụ nữ truyền thống được coi là chân yếu tay mềm, nhưng lại có những sức mạnh không gì sánh nổi. Với đức hạnh, trí tuệ và sự kiên cường, bà không chỉ chăm lo cho gia đình về vật chất, mà còn là người thắp lên ngọn lửa tình yêu, niềm tin, ước mơ hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. Bà Nga sinh ngày 15 tháng 4 năm 1954 tại xã Đình Phùng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo khó, gắn liền với nhà nông, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những ngày trẻ, bà lại là cô gái xinh đẹp, tháo vát trong vùng, nên đã lọt vào mắt xanh của ông Mạc Kim Tôn. Đó cũng là chàng trai con nhà nghèo, nhưng chăm chỉ học hành và có ý chí. Năm 18 tuổi, bà về làm dâu tại xã Thanh Tân, cách nhà có một cánh đồng và một con sông. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái với sự ra đời của ba người con. Bà sinh con trai đầu lòng, Mạc Thanh Hải năm 1974 khi mới tròn 20 tuổi. Hai năm sau, bà sinh con trai thứ hai, Mạc Quang Huy năm 1976. Cô con gái út Mạc Thanh Huyền ra đời vào năm 1981 khi gia đình vẫn còn chồng chất khó khăn. Ba người con khôn lớn nên người, bằng sự tảo tần và tình yêu thương lớn lao của bà. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cho các con gần như vắt kiệt sức lực của người mẹ. Mặc dù nhận thêm nhiều nghề phụ như dán túi giấy, bóc củ lạc, xay sát lương thực, may vá, tăng gia sản xuất, nhưng với đồng lương eo hẹp nên cuộc sống của gia đình cũng không đỡ chật vật hơn là bao. Với ý chí kiên cường, bà đã quyết tâm từng bước thoát ly khỏi lũy tre làng để cùng chồng bắt đầu lo cho một gia đình lớn. Năm 1984, bà chuyển công tác từ trường mầm non xã Thanh Tân ra thị trấn Thanh Nê. Cả gia đình 5 người gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con chen chúc trong một căn hộ tập thể vẹn vẹn hơn 30 m². Để đủ chỗ ngủ, gia đình phải kê các tấm gỗ lại thành giường. Mỗi khi trời mưa, nhà dột lỗ chỗ, bà cũng chẳng dám nằm khi phải canh chỗ khô cho các con ngon giấc. Nhờ sự nỗ lực chịu khó tích góp, năm 1987, vợ chồng bà đã có chút vốn liếng để xây nhà tại thị trấn Thanh Nê. Ông bà vẫn tiếp tục xoay sở đủ nghề để tăng thêm thu nhập.
năm 1990 đến năm 2000, bà làm cấp dưỡng cho trường Năng Khiếu của huyện, sau đó sang làm hành chính tại trường tiểu học Thanh Nê. Từ năm 2000 đến năm 2009, bà chuyển công tác từ huyện Kiến Sương lên công ty sách và thiết bị giáo dục của tỉnh và nghỉ hưu tại đó. Sau khi nghỉ hưu, một lần nữa bà lại chuyển gia đình lên xây nhà tại Hà Nội để được gần con cái và sống tại đây cho đến ngày hôm nay. Đúng như câu nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu như gia đình được coi là tế bào của xã hội, thì người phụ nữ nói chung hay bà Nga nói riêng được coi là hạt nhân của tế bào này. Gia đình được ấm êm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cũng là nhờ sự khéo léo của bà. Nhờ có bà, gánh nặng của nhà chồng được san sẻ, bà đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng yên tâm công tác việc xã hội. Không chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ, bà Nga còn một tay lo toan cho cả nhà nội, nhà ngoại qua bao tháng năm thăng trầm. Thanh xuân của bà gắn liền với sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô bờ bến dành cho người thân. Tháng 12 năm 1972, bà vừa về làm dâu được 13 ngày, thì cả nhà nhận được thông tin em trai chồng, chú Mạc Đình Dư hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Chú hy sinh tại đường 9 Nam Lào, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chú Dư hy sinh, nhà chỉ còn chồng là con trai duy nhất. Em gái út Mạc Thanh Bình lúc đó mới 3 tuổi. Trách nhiệm đè nặng lên đôi vai người con dâu trưởng, quán xuyến công việc nhà chồng, phụ giúp bố mẹ chồng làm nông, dạy bảo các em, lo cho các em dựng vợ gả chồng, sau này lo công ăn việc làm cho các cháu. Bà còn đứng ra lo việc thờ cúng, tìm mộ thất lạc của tổ tiên, quy tập lại, xây dựng mồ mả khang trang cho gia đình chồng. Các công việc tâm linh, các ngày giỗ, các cụ trong dòng họ đều được tổ chức chu đáo vẹn toàn. Bà cũng thay mặt chồng cận kề chăm lo cho bố mẹ khi già yếu. Giai đoạn năm 2000 đến năm 2002, bố chồng bước vào những năm cuối đời, ốm đau liên miên. Bà đã sửa công trình phụ ngôi nhà cũ ở quê cho cụ ông tiện sinh hoạt. Giai đoạn năm 2011-2014, cụ bà tuổi cao sức yếu, bà quyết định chuyển cụ lên Hà Nội để tiện bề chăm sóc. Cụ nằm liệt một chỗ nhiều năm, hoại tử trên cơ thể, chăm sóc khó khăn và vất vả. Nhưng bà không một lời kêu than. Khi bố mẹ chồng qua đời, bà một tay đứng ra dong dựng tổ chức lễ tang chu đáo, long trọng cho các cụ được người đời kính nể. Năm 2006, bà cùng chồng quyết định xây dựng lại ngôi nhà các cụ để lại ở quê thành một ngôi biệt thự nhà vườn khang trang, sử dụng làm nhà thờ tổ, cũng như nơi đoàn tụ gia đình mỗi khi con cháu trở về. Cũng trong năm 2006, bà và gia đình đã tìm được phần mộ của chú Dư tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từ đó, cứ ngày 27 tháng 7 hàng năm, ông bà và các anh chị em trong gia đình đều vào thăm viếng để cả gia đình cũng như chú được an ủi phần nào. Đau đáu suốt 50 năm ngày chú Dư ra đi, bà luôn mong mỏi đưa chú Dư về quê hương. Tuy nhiên thời gian và chiến tranh đã làm chú không còn nguyên vẹn. Việc đưa hài cốt chú về quê hương là điều không thể. Tháng 10 năm 2022, đúng 20 năm ngày mất của cụ ông và 50 năm ngày chú hy sinh, bà và gia đình quyết định đúc tượng cho cụ ông, cụ bà và chú, tổ chức rước tượng chú về thờ tại nơi quê cha đất tổ. Năm 2023, bà đã dong dựng thành lập quỹ Mạc Gia để lo liệu cho các công việc hiếu hỉ của dòng họ, được các gia đình, anh chị em nhiệt liệt ủng hộ tham gia. Mặc dù ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, bà đặt trách nhiệm chính với gia đình nhà chồng, song với gia đình họ ngoại, bà và chồng luôn quan tâm, chăm sóc hai cụ ngoại khi còn sống, giúp đỡ, hỗ trợ những anh chị em bên họ ngoại tham gia đầy đủ các sự kiện hiếu hỉ, dỗ chạc,
ông bà còn tổ chức một số chuyến đi du lịch cho các anh chị em bên nội và ngoại. Tân Tảo, bản lĩnh, hai cụm từ này chắc cũng chưa đủ để lột tả hết về cuộc đời bà. Chồng bà, nhà giáo ưu tú Mạc Kim Tôn, là một người đảm nhiệm rất nhiều vị trí công tác quản lý xã hội, vô cùng bận rộn, ít có thời gian cho các công việc gia đình. Nhưng nhờ có sự tần tảo, một tay bà đã trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, cho con, để chồng tiến thân trên con đường sự nghiệp, được xã hội đánh giá, ghi nhận. Con sông có khúc, con người có lúc. Những năm 2006-2009 có thể coi là những năm sóng gió của gia đình. Khi chồng gặp thử thách trong sự nghiệp, cuộc sống, bà vẫn vững tâm, bươn chải, lo toan mọi việc để khó khăn dần qua đi. Bà luôn đề cao sự chung thủy theo đạo vợ chồng. Dù có đôi khi gặp thác gành, vợ chồng bà đều biết cách nhường nhịn, chung lòng để cùng nhau gìn giữ hạnh phúc. Nói về người vợ nhất mực yêu thương của mình, chồng bà, nhà giáo ưu tú Mạc Kim Tôn đã nói: nguyên nhân thành công là tôi có một người bạn đời rất chung thủy, rất đảm đang, nhanh nhẹn, hoạt bát và biết đối nhân xử thế, đặc biệt trong cái quan điểm giáo dục các con và các cháu. Không chỉ dành tình yêu thương cho các con, bà dành trọn tình thương cho các cháu nội ngoại. Khi các cháu nội ngoại lần lượt ra đời, bà đón tay chăm sữa cho từng cháu. Năm 2009, khi công việc gia đình tạm ổn thỏa, bà lại khăn gói hành lý lên đường sang Úc. Không biết ngoại ngữ, chưa từng đi nước ngoài một mình, song bà vẫn vượt qua mọi khó khăn để sang hỗ trợ con trai thứ hai, chăm sóc cháu trai mới chào đời nơi đất khách quê người. Tuy đã ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục cùng chồng mở trung tâm toán ông Tôn tại thủ đô Hà Nội, vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo điều kiện truyền kiến thức cho lớp trẻ. Hàng ngàn học sinh học tại trung tâm toán của ông bà đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi toán được vào các trường danh tiếng của thủ đô. Bên cạnh việc của trung tâm toán, hàng ngày, bà cùng ông không quên tập luyện sức khỏe, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật và đi du lịch trong, ngoài nước mỗi khi có điều kiện để cuộc sống hậu vận thêm viên mãn. Để động viên, khích lệ kịp thời cho các cháu, từ năm 2011 đến nay, ông bà tổ chức và duy trì hàng năm chương trình tuyên dương các cháu chăm ngoan, học giỏi. Đến nay, ông bà đã tổ chức 11 lần vinh danh trao thưởng cho các cháu. Song song với việc an hưởng tuổi già, bà còn vun đắp cho gia đạo bằng cách tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông bà thường xuyên tham gia đóng góp để tu bổ lại đường làng, nhà văn hóa, chùa chiền, nghĩa trang. Đặc biệt, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ông bà cùng con cháu tham gia gian hàng Tết không đồng tại trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình để chia sẻ và lan tỏa tình thương tới các hộ gia đình tại xã nhà còn khó khăn để họ có một cái Tết tươm tất hơn. Mùa xuân Giáp Thìn năm 2024, đánh dấu 70 mùa xuân cuộc đời, bà vẫn khỏe mạnh và vẫn tràn đầy năng lượng. Kính chúc bà dồi dào sức khỏe, sống an yên bên con cháu và tiếp tục chăm sóc ông trong những tháng năm còn lại của cuộc đời. Hôm nay sinh nhật tròn 70 tuổi của bà, rất tiếc lần này tôi không ra được. Con kính chúc bà thật nhiều sức khỏe và sống lâu để nhìn thấy bọn con trưởng thành. Con yêu bà. Cảm ơn một thước phim đầy xúc động về 70 mùa xuân của bà Nguyễn Thị Nga. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ tần tảo, bản lĩnh, năng động, háo vát, lanh lợi và là hậu phương vững chắc quán xuyến mọi việc gia đình nhỏ cũng như đại gia đình hai bên nội ngoại. Trải qua nhiều nốt thăng trầm trong cuộc sống, bà luôn là mẫu người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng có lẽ khắc họa chân dung rõ nét nhất của bà đó là sự trách nhiệm với gia đình hai bên nội ngoại, đặc biệt là khả năng đứng ra quán xuyến với đại gia đình nhà họ Mạc, cũng như sự hết lòng của bà chăm lo cho gia đình nhỏ và làm chỗ dựa vững chắc cho chồng yên tâm công tác, công việc xã hội.
thưa các ông bà, các bác, các cô chú, trách nhiệm với hai họ và hết lòng vì chồng con cũng chính là hai thông điệp mà tất cả các ông bà, các bác, các cô chú có thể nhìn thấy ở tấm phông chụp hình bên ngoài khán phòng. Và cháu tin rằng tất cả các ông bà, các bác, các cô chú ngồi đây cũng đồng ý rằng hai thông điệp này tuy chưa đầy đủ nhưng cũng phần nào khắc họa rõ nét về cuộc đời của bà cháu. Và đây cũng là những giá trị nhân văn của mẫu người phụ nữ lý tưởng mà chúng cháu luôn hướng tới và noi theo. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, có nuôi con mới hiểu được công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ngày con cháu trưởng thành thì cha mẹ tóc đã bạc, lưng đã còng, không có vật chất nào có thể đền đáp được công ơn trời biển ấy. Xuân an khang đức tài như ý, niên thịnh vượng phúc thọ vô biên. Cháu xin kính chúc bà thật dồi dào sức khỏe để sống thật lâu, thật vui bên các con, các cháu. Vâng, là những người thân, chắc chắn mỗi chúng ta đều có những cảm xúc vô cùng mạnh mẽ khi đang ngồi trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vậy con xin phép kính mời bố Mạc Thanh Hải, là con trưởng của bà, có thể lên sân khấu để giao lưu với toàn thể các vị khách quý được không ạ? Vâng, con chào bố ạ. Con xin phép hỏi bố một câu ngắn trước, đó là theo con được biết thì bà là một người phụ nữ ảnh hưởng khá sâu sắc bởi tư tưởng xưa, đó là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là con gái khi lấy chồng thì sẽ theo nhà chồng. Đương nhiên thì theo con quan sát thì bà là một người có trách nhiệm với cả hai bên nội ngoại. Vậy thì bố có chia sẻ quan điểm gì với nhận xét này không ạ? Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh chị em thân mến. Hôm nay anh em chúng cháu tổ chức chúc mừng sinh nhật cho mẹ cháu tròn 70 tuổi, được đón các bác, các cô, các chú, các anh chị em đến dự đông đủ. Đây là cái nguồn động viên rất lớn đối với bố mẹ cháu và đại gia đình chúng cháu. Trước hết thì thay mặt cho anh em, xin trân trọng cảm ơn tình cảm mà các bác, các cô, chú, các anh chị em đã dành cho bố mẹ cháu và gia đình. Chúc các bác, các cô, chú, anh chị em có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Vâng, con xin cảm ơn lời chia sẻ của bố. Vậy thì con xin phép là bố có thể chia sẻ một vài kỷ niệm mà bố nhớ nhất về bà không ạ? Về câu hỏi của con thì bố cũng rất là đồng tình. Mẹ và là mẹ của bố, là bà của con, thì sinh ra trong một gia đình cũng hết sức là nghèo khó. 18 tuổi thì mẹ đã đi xây dựng gia đình. Qua thước phim vừa rồi thì các vị đại biểu cũng đã được thấy, khi 18 tuổi về nhà chồng thì 15 ngày thì em trai của chồng đã hy sinh trong mặt trận phía Nam của Tổ quốc. Tang thương thì bao trùm trong đại gia đình. Với cái hoàn cảnh đó thì mặc dù 18 tuổi thì con biết là còn rất trẻ, như con thì lúc này đã là 23 tuổi. Mẹ đã đi xây dựng gia đình, bà đã đi xây dựng gia đình là cách đây đã 5 năm. Như vậy là có thể nói rằng là còn rất là trẻ trong một cái cuộc sống mới. Với cái điều kiện gia đình như thế thì bà cũng đã cố gắng vượt lên. Đặc biệt là trong nhà nội thì có rất là đông anh em, 10 người con. Ông nội thì lại làm công tác xã hội, bố đi công tác. Chính vì thế nên là mọi trọng trách lại dồn lên vai mẹ. Và mẹ cũng đã vượt qua để xây dựng một đại gia đình. Khi mẹ về làm dâu thì cô út em bố là mới có 4 tuổi và nhà thì rất là đông con. Chính vì thế nên là mẹ đã cũng đã chăm chút, và đến giờ phút này thì các cô, các chú, các bác thì cũng đã thành đạt, và đó cũng đó cái là cái công sức của mẹ trong suốt cái thời gian vừa qua. Và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là những nỗ lực, những cố gắng vun đắp để xây dựng, gánh vác trọng trách nhà chồng với mẹ thì cũng đã cơ bản hoàn tất. Phần mộ của chú liệt sĩ, em trai của bố, thì cùng với đại gia đình thì đã tìm được, và hiện nay thì mộ của đại gia đình thì cũng đã được xây dựng, và nơi thờ phụng của đại gia đình thì cũng được hoàn tất. Thì có thể nói rằng là trong suốt cuộc đời của mẹ 70 năm qua thì cũng đã cố gắng cùng với nhà chồng để vun đắp và xây dựng cho dòng tộc. Và con luôn kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục xây dựng đại gia đình
của dòng tộc luôn hạnh phúc và thành công. Vâng, con xin cảm ơn câu trả lời của bố ạ. Qua câu trả lời của bố thì con cũng đã hiểu thêm về bà rồi ạ. Trong tương lai khi bước vào vai trò làm dâu thì thực sự là con không biết mình có thể làm tốt được như những gì bà đã làm hay không. Nhưng chắc chắn bà sẽ là mẫu người phụ nữ lý tưởng để chúng con luôn hướng tới và noi theo ạ. Vậy thì trong ngày lễ sinh nhật trọng đại ngày hôm nay thì bố có mong muốn gì muốn gửi gắm tới người mẹ kính yêu của mình không ạ? Tình cảm về mẹ thì tất cả mọi người không gì có thể là bù đắp được. Bởi vì đối với mẹ, 9 tháng, 10 ngày mang nặng đẻ đau thì sinh ra các con và nuôi con khôn lớn trưởng thành và hy sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân của mình để chăm chút cho các con. Và đến ngày nay thì các con thì cũng đã trưởng thành. Thì bố rất là vui mừng bởi vì không ai có được cái may mắn đó. Bởi 70 tuổi thì được hội tụ tại đây để bố mẹ rồi ông bà chia vui kỷ niệm về 70 năm. Nhân ngày vui hôm nay thì với cái tình cảm với mẹ thì bố chỉ thay mặt cho anh chị em trong nhà chúc cho mẹ, cho bố luôn luôn mạnh khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc và vui cùng con cháu. Và trong một cái không khí rất là cảm động thì Thu Hòa, anh nhờ em truyền cái tình cảm của anh với mẹ của anh, với lại các vị đại biểu dự trong khán phòng hôm nay với một làn điệu chèo về cảm ơn mẹ. Anh nhờ em. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của bố và xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa. Ngày xưa con khóc chào đời, mẹ bao đau đớn vẫn cười vui sao. Rồi mẹ lo lắng xiết bao, nuôi con khôn lớn kể nào khó khăn. Tháng ngày con trẻ tần tạo ý sách chuyện đi.
thật là một giai điệu đầy cảm xúc phải không ạ? Xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, bà và ông đã tần tảo nuôi nấng ba người con trưởng thành và đến nay đều đã có những gia đình riêng. Tuy đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chắc chắn người con thứ hai, chú Mạc Quang Huy cũng sẽ có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ về công lao dưỡng dục của người mẹ. Vậy thì cháu xin phép kính mời chú Huy lên sân khấu để giao lưu với toàn thể các vị khách quý được không ạ? Chào Phương, xin chào tất cả các cô chú và các bác và quý vị đại biểu. Vâng, cháu xin phép hỏi chú một câu ngắn, đó là theo chú, quan điểm của chú về bà là người như thế nào? Và chú có thể kể kỷ niệm hoặc câu chuyện đáng nhớ nhất về người mẹ của mình cho các vị khách quý ở đây được nghe không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của Minh Phương. Thì trước tiên thì con cũng xin phép được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em và bạn bè thân thích hôm nay đến chia vui với mẹ con. Thì thực sự là cuộc đời con người như các cụ có nói là diễm phúc là phúc, lộc thọ. Thế thì 3 năm trước thì bố con cũng đã bước qua cái tuổi 70. Và đến ngày hôm nay thì thực sự là vui mừng vì mẹ con lại bước vào cái tuổi 70. Tức là cái chữ phúc lộc và cái chữ thọ. Đấy, thế còn là thọ được bao nhiêu thì chúng ta vui bấy nhiêu. Đấy, thế thì đấy là một cái niềm vui. Thế quay trở lại cái câu hỏi của MC Minh Phương là mẹ là như người như thế nào đối với cảm xúc của chú. Thì chú thấy là mẹ là một người rất là tần tảo. Và một người rất là thương chồng, thương con. Và cũng rất là nghiêm khắc trong cái giáo dục với con cái. Đấy. Thế thì chắc là chú sẽ chia sẻ một vài những cái ví dụ nho nhỏ mà chú còn nhớ từ cái thời nhỏ để ôn lại những cái kỷ niệm với bà trong cái ngày hôm nay. Dạ, Minh Phương có đồng ý không? Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Thế thì về cái sự tần tảo của bà ấy, thì chú có nhớ là những cái năm 85-86, hè năm 85-86, thì lúc đó là gia đình chuyển ra ở tập thể của trường cấp 3 Nguyễn Du, ở huyện Kiến Sương. Thì lúc đó mẹ là làm giáo viên của trường mẫu giáo Thanh Nê. Thế thì mẹ có dặn chú với cô Huyền ấy là chúng mày ở nhà, mẹ đi đến trường mẫu giáo. Thế thì đến 11 giờ hơn thì không thấy mẹ về nấu cơm. Thế mình bảo, chết rồi, không biết làm sao. Thế thì chú bảo cô Huyền là, thôi, hai đứa đi ra trường xem thế nào. Thế thì ra trường thì hỏi cô hiệu trưởng, thì bảo, mẹ cháu hôm nay có đến đây đâu. Mẹ cháu đi về gặt ở quê, ở Thanh Tân, chứ có đến đây đâu. Thế là mình bảo, thôi, toi rồi. Thế là nghĩa là mẹ nói dối mình là đi đến trường mẫu giáo. Nhưng mẹ cũng nói dối trường mẫu giáo là để đi gặt. Nhưng thực ra là mọi người biết đi đâu không? Là đi ra xí nghiệp lương thực để xay sát gạo khoán. Thì hồi bao cấp đấy thì nó có cái trò là ví dụ như mình nhận một tạ gạo, tạ thóc mình xay sát thì mình trả lại cho người ta cái sản phẩm là gạo và mình ăn tiền trấu, tiền cám và có thể là một số cái công nào đó. Thế thì đến 11 rưỡi là mẹ về thì thấy cửa khóa trái, không thấy con đâu cả. Thế là bắt đầu toáng lên đi tìm. Thế thì mình nhờ học sinh của ông nội đi tìm. Thì ra đến trường thì nó bảo là hai đứa nãy đến. Nhưng mà em bảo chị là đi về quê rồi. Thế thì là đoán được là hai đứa sẽ về Thanh Tân. Thế thì là cho học sinh của ông nội đạp xe về. Thế thì khoảng cách nó khoảng 7 cây số, trời nắng chang chang. Nhưng mà chú bắt cô Huyền là phải về chứ không bây giờ ở đây chết đói. Thế thì là về qua Đình Phùng, thì bắt đầu qua cầu Cao Trung, thì bắt đầu là đoàn xe đạp của học sinh của ông nội về đến và bắt cóc ngược trở lại. Tức là không kịp về Thanh Tân nữa. Đấy, mà lúc đấy chỉ cách Thanh Tân có khoảng 1 cây số thôi. Thì bắt đầu ra thì mới hiểu được toàn bộ câu chuyện. Tức là mẹ cũng phải nói dối trường để đi làm xay sát gạo, để tăng thêm thu nhập. Thì đấy là một cái câu chuyện về cái sự tần tảo. Câu chuyện thứ hai là về cái sự yêu thương đối với con cái. Thì nó có rất nhiều, nhưng mà chú kể một cái ví dụ nhỏ. Tức là hồi chú học năng khiếu toán của Kiến Sương ấy,
Thì lớp 4, lớp 5, lớp 6 đó thì có cái trò là trở đi thi cạnh tranh giữa các cái huyện. Thế thì đi như thế thì là bà có hứa với chú là nếu mày làm tốt thì tao cho mày ăn phở. Bởi vì hồi đấy là phở thì mọi người biết là nó là một cái thứ xa xỉ. Và chỉ có khi ốm thì mới được lấy cặp lồng đi ra hàng phở để mua phở thôi. Nhưng thực ra khi ốm thì cũng mất vị giác và cũng không cảm thấy ngon. Nhưng mà chỉ được ăn phở khi ốm. Thế thì khi mẹ hứa như thế thì đến lúc về là đây chú có các bạn học trường năng khiếu toán cùng với chú kia, những người đi thi cùng. Đấy, thế thì là nhộp nhoạng 6 giờ tối rồi. Thế thì mẹ hỏi là có làm tốt không? Thì bảo con làm được. Thế là đi, đang đi thì chú cứ giật giật cái áo của bà. Thế thì bà bảo, cái thằng này đã muộn rồi lại còn giật giật cái áo là sao? Đấy, để tao về nhanh nhưng không muộn. Thế thì chú không nói gì, chú giật tiếp. Thế cuối cùng chú bảo mẹ không nhớ gì à? Mẹ bảo nhớ gì? Mẹ nói là nếu con làm tốt mẹ cho con ăn phở. Thế mẹ có nhìn thấy cái gì ở trên cái mành kia không? Thì mẹ quay lại mẹ nhìn thấy chữ là cơm phở Ngọc Khuê. Thế thì mẹ mới lại dừng xe và cho vào ăn một bát phở. Thì lúc đấy là cũng có một số bạn là cũng được ăn phở là Hoan con thầy Thiêm. Ở đấy là lúc đấy cũng được gặp. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là vui. Nó nghèo nhưng mà thể hiện cái tình cảm. Một cái câu chuyện thứ ba là về cái sự nghiêm khắc của mẹ. Thì chú phải nói là ông rất là nghiêm khắc. Và ông bà tuy đôi khi có khắc khẩu nhưng mà lại rất là thống nhất nhau trong cái cách giáo dục con cái. Đấy, về cái sự nghiêm khắc. Đấy, tuy khắc khẩu nhưng mà lại thống nhất nhau về cái đó. Thế thì bố là đi dạy toán cấp 3 thì mùa hè là cứ giao một cái đề toán viết tay 5 câu cho hai thằng là bố và chú và bố của Phương. Thì làm thì ông toàn lấy ở những cái cuốn sách như là Em Hãy Tự Giải này, rồi Tìm Tòi Lời Giải này, rồi lời giải bài toán số học như thế nào. Thế thì ông lấy xong thì cái cuốn sách đó ở cuối trang này nó lại có đề. Thế thì về sau bọn chú là phát hiện ra là nếu như lật được cái cuốn đấy thì sẽ biết được cách giải. Thế là ông là trèo lên cái lỗ ánh sáng, ông đút vào đấy. Nhưng mà sau một thời gian là bố Hải và chú là phát hiện ra. Thế là kiệu nhau lên, lấy cuốn sách đấy xuống. Thế là về hai thằng làm ngon lành nhưng mà lại rất đúng cái lời giải sẵn. Thế là bị phạt. Đấy. Thế có rất nhiều lần bị phạt, không làm được cũng bị phạt, mà làm đúng quá cũng bị phạt. Thế thì phạt là ở quê là cái gì? Là cho ra gốc, coi như là gốc gốc trâu ấy, gốc cọc trâu ấy, ở chỗ nhà bà My này, này. Đấy, là bây giờ cái cửa của nhà ông Trường, cái cổng của nhà ông Trường, nhà bà Tươi bây giờ. Thì hồi đấy nó có cây khế, nó có cái đống rơm và nó có cái cụm tre. Thế là chú là lì nhất trong nhà, hay bị trói. Thế trói vào đấy cái thì coi như 9 giờ hồi đấy nó không có điện. Nó kẻm ba phòng cái lên thì sợ lắm. Thế là gió nó cứ kéo kẹt cây tre này, xong con mèo nó mèo cái. Trong cây chuối nó giống như ma ấy. Thế là chú khóc nhưng bố mẹ không ra. Mà chỉ có bà nội, đấy, tức là cụ của cháu ấy, là ra là cười trói. Xong bắt đầu lừa là giấu thức ăn vào chạn. Xong bắt đầu là gọi là đây ra đây ăn. Xong bắt đầu lừa đi ngủ. Đấy, thì đấy là một cái sự nghiêm khắc. Ví dụ về cái câu chuyện nghiêm khắc. Thế còn một cái câu chuyện cuối cùng, rất nhanh thôi. Thì là tình cảm của bà với ông. Thì chú thấy là hồi trước thì không biết như thế nào, nhưng càng ngày có vẻ như bà lại còn dành tình cảm với ông có vẻ lãng mạn hơn. Đấy, thế thì lý do sao chú nói vậy? Vì ngày trước thì cứ gọi là ông Tô này, ông đâu rồi? Thế nhưng mà gần đây thỉnh thoảng lại anh yêu ơi. Thế thì chú mới bảo mẹ bây giờ 70 tuổi thì còn anh yêu. Ừ, tao ấy bây giờ lẫn cẫn chả nhớ tên bố mày, gọi thế cho chắc. Đấy là các cái ví dụ kể về những cái kỷ niệm. Vâng, cháu xin cảm ơn chú ạ. Phải nói là những mẩu chuyện chú kể thực sự rất thú vị. Và qua đó thì cháu cũng đã hiểu thêm về cuộc sống vất vả của ông bà ngày xưa và sự hy sinh to lớn của bà dành cho bố con và các cô chú. Vậy thì trong lễ sinh nhật lần thứ 70 ngày hôm nay thì chú có muốn dành điều ước gì tới người mẹ kính yêu của mình không ạ? À, tất nhiên rồi. Nếu mà có ước thì có ông Bụt ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng chú nghĩ hôm nay phải dùng các cái bữa, là một cái bữa tiệc với âm nhạc. Và chú dùng cái chất liệu dân gian, âm nhạc dân gian để truyền tải cái ước muốn này. Thì chắc là có ông Bụt Quốc phòng ở đây không nhỉ?
Đây đây, phòng lên vâng. Anh xin một tràng pháo tay thật lớn cho sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng ạ. Vâng, và cháu cũng xin phép nhường lại sân khấu cho chú Huy và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng ạ. Rồi, cảm ơn Phương. Phòng à, đấy thì Phương có nói là anh có điều ước gì không, thì anh có điều ước và anh muốn em, nhưng mà có cái khó, có hai cái khó. Thứ nhất là cái điều ước của anh rất khó có thể thành hiện thực. Đấy, không biết em có tài năng về pháp thuật, ma thuật như thế nào để có thể biến được. Thì thứ hai là bây giờ anh em mình ngồi với nhau mấy giây như này thì không biết là em có thể truyền tải được cái ước muốn của anh qua một cái tác phẩm chèo nghệ thuật nào đó không? Vâng, cô Phòng xin được sẵn sàng ạ. À thế à, ok. Thế thì anh nói Phòng này, em cũng đã xem về cái cuộc đời của mẹ anh rồi. Thì anh là người mà cũng xa quê hương từ rất sớm. Anh học năng khiếu kiến xương rồi đi lên trường chuyên của tỉnh, thì đến cấp 3 là năm 92, tức là 16 tuổi, thì anh đi ra khỏi lũy tre làng và sống xa nhà từ đó đến giờ. Bây giờ anh cũng gần 50 tuổi rồi, thì cũng hơn 30 năm. Thì cái sự tương tác đối với mẹ anh thì chủ yếu là từ cái thời ấu thơ. Và anh nhớ rằng là cái thời đó nó nghèo khó như những cái câu chuyện anh chia sẻ đó, nhưng mà những cái tình cảm đó, nó rất là không thể nào phai nhòa được. Và cái tình mẫu tử rồi, thì vì thế cái điều ước của anh là một cái tấm vé đi về tuổi thơ. Đấy, làm sao mà nhớ cái thời mà mẹ đưa đến trường, rồi những ở những cái nhà tập thể cấp 3 mái giấy dầu mà dột, mà mẹ tức là che cho con ngủ. Thì những cái ước mơ đó thì anh nghĩ rằng là anh rất là mong muốn. Nhưng mà anh tin rằng là với nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng thì chắc là em cũng sẽ có thể truyền tải được cái việc đó, đúng không? À, vâng, Quốc Phòng nghĩ là để có một người con có hiếu, có tâm và có tầm như anh Huy thì em nghĩ là anh sẽ cầu được ước thấy. À thế ạ, thế thì em định là cái làn điệu gì đây? Vâng, và sau đây thì em xin được làn điệu thêm gì anh Huy một bài đào liễu, làn điệu đào liễu. À, đào liễu thì chắc là để anh chia sẻ thêm. Nếu mà đào liễu thì anh là rất thích, vì anh cũng là cái người yêu chèo và là fan hâm mộ của Thu Hòa, Quốc Phòng và Thảo Quyên, cũng như là các cái diễn viên của nhà hát chèo Hà Nội ngồi đây. Đấy, thế thì anh không hiểu sao nhưng em chọn cái làn điệu đào liễu này là rất là hay. Bởi vì theo anh hiểu ấy, thì cái đào liễu này nó nói về cái người phụ nữ. Đào chính là cái người phụ nữ xinh đẹp. Liễu là cái sự gọi là mong manh của cái người phụ nữ. Nhưng mà cái người phụ nữ xưa ấy, trong cái xã hội của Việt Nam, thì mặc dù xinh đẹp mong manh như thế, nhưng mà người ta lại gánh nặng cái trách nhiệm, rất là gánh nặng, rất là lớn. Thì anh nghĩ rằng là mẹ anh và tất cả những người phụ nữ ngồi đây đều là những cái mẫu người đấy. Thì hay là anh mạn phép em là hát một câu của cái làn điệu đào liễu cổ được. Đấy thì chắc là anh xin phép múa rìu qua mắt thợ, nếu được sự đồng ý của tất cả các khán giả ủng hộ thì đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng nhật trình đường xa. Đào liễu có một đi mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu có một đi mình, ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng, mà để nhật ni trình đường xa, dẫu mà tấm áo sồng em. Vâng, thế thì thôi chỉ dám hát một chỗ để tặng mẹ và tặng các quý vị khán giả ở đây thôi, chứ không dám múa rìu qua các cái nghệ sĩ ưu tú ở đây. Xin nhường lại sân khấu cho nghệ sĩ Quốc Phòng với một làn điệu chèo Ước Gì theo làn điệu đào liễu. Xin trân trọng kính mời.
lại ngày xưa, lúc tôi còn bé. Dưới mái tranh quê ước
gì trở lại, trở lại ngày xưa. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho màn biểu diễn vô cùng ấn tượng của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng ạ. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và con xin mời ông bà nán lại sân khấu. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, đó là lễ rước bánh, thổi nến chúc mừng bà Nguyễn Thị Nga tròn 70 tuổi. Con xin kính mời mẹ Nguyễn Thị Hoàn là dâu trưởng của bà cùng các con cháu bước vào rước bánh sinh nhật chúc mừng bà. Vâng, xin các vị khách quý có thể cùng vỗ tay với điệu nhạc được không ạ? Cùng đếm 1, 2, 3 để các điều ước của bà thành sự được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật! Vâng, bây giờ để kiểm chứng xem điều ước của bà đã thành hiện được hay chưa thì con xin phép nhờ bà tiến đến chỗ bánh ạ, và con nhờ bà nhấc biểu tượng số 70 ở trên đỉnh bánh lên xem có điều gì bất ngờ không nhé. Vâng, con mời bà nhấc biểu tượng số 70 lên ạ. Bà rút lên. Thật bất ngờ phải không ạ? Vâng, theo tính toán sơ bộ của ban tổ chức thì số tiền này có thể lên đến 70 triệu đồng đấy ạ. Vâng, con xin bật mí với bà, đây cũng là số tiền mổ lợn của các cháu nội ngoại dành tặng cho ông bà một quyển sổ tiết kiệm nhân dịp lễ đặc biệt này ạ. Xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho món quà này được không ạ? Vâng, con không biết đây có phải là một trong những điều ước của bà hay không, nhưng chắc chắn rằng điều tiền bạc bây giờ sẽ không phải là vấn đề quan trọng nữa. Mà quan trọng hơn hết là con luôn mong muốn bà thật dồi dào sức khỏe để sống thật lâu, thật vui và tận hưởng những năm tháng hậu vận bên các con cháu. Vâng, ngoài sổ tiết kiệm mổ lợn của các cháu nội ngoại thì các con bà cũng có món quà nhỏ kỷ niệm cho bà nhân dịp lễ sinh nhật lần thứ 70. Cháu xin kính mời cô Nguyễn Phương Huyền là dâu thứ của bà, đại diện cho những người con lên trao tặng bà món quà. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, như vậy nghi lễ quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay đã được diễn ra. Cháu xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật bà tròn 70 tuổi ạ. Vâng, xin kính mời các con cháu của bà trở về bàn tiệc ạ. Con xin mời ông bà nán lại sân khấu. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, chuyển lên sinh sống tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ năm 2010, bà Nguyễn Thị Nga luôn tham gia các phong trào chung của địa phương, đóng góp vào sự thành công của các hoạt động chung, và bà cũng là hội viên chi hội người cao tuổi của phường. Trong giờ phút này, cháu xin kính mời ông Nguyễn Văn Kiền, đại diện cho chi hội người cao tuổi tổ dân phố 14, phường Mộ Lao, quận Hà Đông lên trao tặng giấy chứng nhận mừng thọ 70 tuổi và cờ lưu niệm cho bà ạ. Thank you.
sĩ Đông Kiền nán lại chụp hình cùng gia đình ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Kiền và xin mời ông trưởng đoàn tiệc ạ. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, là một người em, người chị có trách nhiệm trong đại gia đình hai bên nội ngoại, bà Nguyễn Thị Nga đã luôn đau đáu lo lắng, chăm sóc giúp đỡ các gia đình hai anh chị em hai bên nội ngoại và các cháu. Sự đùm bọc, tình yêu thương chính là một trong những giá trị sống xuyên suốt mà bà luôn theo đuổi và hướng tới. Để đáp lại những tình cảm đó, hôm nay anh chị em và các cháu hai bên nội ngoại đã có mặt đông đủ tại tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Cháu xin kính mời bà Mạc Thị Nụ và ông Nguyễn Văn Hiển, đại diện cho anh chị em của ông bà, có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng sinh nhật bà ạ. Cháu xin kính mời bà Mạc Thị Nụ và ông Nguyễn Văn Hiển lên sân khấu trao tặng bà bó hoa. Vâng, xin mời các vị đại biểu nán lại để chụp hình lưu niệm ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những bó hoa tươi thắm của các vị đại biểu. Xin mời ông Hiền và bà Nụ trở về bàn tiệc ạ. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, về dự sinh nhật ngày hôm nay còn có các bạn bè của các con bà. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Fingroup Việt Nam, đại diện cho bạn bè của các con bà có bó hoa tươi thắm tặng bà ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những bó hoa tươi thắm của các vị đại biểu. Xin mời các vị đại biểu trở về mặt tiệc ạ. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, những nghi lễ long trọng nhất của buổi tiệc đã được diễn ra và con tin chắc rằng bà với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc sẽ có rất nhiều những cảm xúc. Và con xin phép nhường mic cho bà để bà có đôi lời chia sẻ với toàn thể khán phòng được không ạ? Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các bác, các cô, các chú và các cháu. Năm 2024 là một sự kiện lớn đối với gia đình chúng tôi. Đặc biệt là đối với tôi, các con và các cháu tổ chức mừng sinh nhật tôi tròn 70 tuổi. Ngày hôm nay tôi rất vui, rất phấn khởi, rất hài lòng trước những suy nghĩ và những việc làm của các con và các cháu đã động viên vợ chồng tôi lúc tuổi già. Và đối với tôi ngày hôm nay và những quãng thời gian còn lại, cảm ơn các con và các cháu rất nhiều. Có một gia đình như ngày hôm nay, trước tiên là tôi phải cảm ơn tới người bạn đời của tôi. Là một người hiền lành, đức độ và rất giản dị nhưng rất thông minh, đã đồng hành với tôi trong một chặng đường dài hơn nửa thế kỷ. Lúc vui, lúc buồn, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn đã cùng nhau chia sẻ để tới ngày hôm nay có một gia đình đầm ấm hạnh phúc như thế này. 52 năm làm dâu của gia đình họ Mạc, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, gia đình tôi đón nhận được những tình cảm chân quý của anh em hai bên nội ngoại đã động viên chia sẻ đối với gia đình chúng tôi. Nhân ngày hôm nay,
tôi xin cảm ơn tới các bác, các cô, các chú và các cháu. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tới các quý vị đại biểu khách quý. Cảm ơn các bác và cảm ơn các bác, các cô, các chú một lần nữa. Cuối cùng, tôi xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu khách quý. Cảm ơn các bác và các cô, các chú và các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà với những lời chia sẻ vô cùng xúc động vừa rồi ạ. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, là trụ cột gia đình và là người chồng đã đồng hành với bà trong suốt hơn 50 năm qua, chắc chắn ông cũng đang có rất nhiều những cảm xúc. Vậy thì để khép lại buổi lễ long trọng ngày hôm nay, con xin kính mời ông có đôi lời chia sẻ với toàn thể khán phòng và có lời chúc mừng sinh nhật bà ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, rồi là bạn bè thân thiết của ông bà, các con và các cháu. Kính thưa các bác, các cô, các chú và các cháu. Bà Nga về làm dâu họ Mạc đã được 52 năm qua. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua với sức khỏe, trình độ hiểu biết, đức độ và cách cư xử của bà đã thể hiện một người con dâu hiếu thảo, tận tình chăm sóc bố mẹ lúc sống, lúc yếu đau, lúc lâm chung và làm tròn công tác, làm tròn những việc sau khi bố mẹ đã qua đời về công việc tâm linh. Bà đã thể hiện trọn vai trò của một người em dâu, của một người chị dâu với 7 em gái nhà chồng và được các chị em quý mến. Và bà cũng đã thể hiện là một người vợ đảm đang, chung thủy, biết đối nhân xử thế và có kiến thức toàn diện, đã cùng chồng đưa gia đình ngày một phát triển. Đặc biệt, với vai trò người mẹ, người bà đã có phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc các con, dạy dỗ các con, các cháu với tư tưởng nghiêm túc. Và có lẽ với phương châm ấy là một trong những điều kiện để làm lên cái thành công mà có những đứa con ngoan, có những đứa cháu ngoan và trưởng thành rất nhanh về tầm và về tâm như hiện nay. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh nhật, tôi xin tặng bạn đời một bó hoa tươi thắm để tri ân và khẳng định những thành công của bà trong nửa thế kỷ qua. Kính thưa các quý vị, trong suốt thời gian qua, gia đình chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên của các bác, các cô, các chú. Nhân đây, tôi cũng xin tỏ lòng trân trọng, biết ơn. Và để tri ân sự giúp đỡ của các bác, các cô, các chú trong suốt thời gian qua, cũng như những lần trước, lần này, vợ chồng tôi trân trọng kính mời các bác, các cô, các chú cùng vợ chồng các em nuôi, hai bên nội ngoại và chị Trần Thị Hồng Nhung đi đến dự một cuộc du lịch tại cố đô Huế 4 ngày, 3 đêm.
và chuẩn bị đến ngày 27 tháng 7 thì cũng trên đường đi chúng tôi mời các quý vị vào Nghĩa Trang Hướng Hóa, nơi yên nghỉ của liệt sĩ Mạc Mạnh Giáo, em trai tôi. Về thời gian và lịch trình cụ thể thì sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 6. Chi tiết tôi sẽ gửi tới các bác, các cô, các chú. Nhân đây, có đầy đủ các cháu, xin phép các bác, các cô, các chú, tôi muốn nói với các cháu đôi lời. Các cháu yêu quý, tâm lý của người già không yêu cầu cao về ăn uống, sinh hoạt, mà cái ông bà, bố mẹ cần ở các cháu, các con, đó là sự an ủi, động viên, chăm sóc. Vì vậy, các cháu hãy lưu ý điều này. Vấn đề thứ hai là tâm lý của ông bà thường hay tiết kiệm. Nhưng chúng ta hiểu được tâm lý đó mà suy nghĩ, hành động cho tốt để thể hiện sự quan tâm đó. Tôi lấy ví dụ, gia đình nhà tôi đầu xuân Quý Mão 2023, con cháu đã tổ chức khi bà Nga bước vào tuổi 70 và kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng tôi tại miền Nam, ở chỗ trại của cháu Mạc Quang Huy. Lúc đó thì có gia đình em Mạc Thanh Bình và cháu Dũng cùng ông bà thông gia dự. Thế thì đối với chúng tôi, thế là vui rồi, thế là tuyệt vời rồi, không yêu cầu gì nữa. Nhưng đến năm nay, các cháu lại thiết tha đề nghị được tổ chức mừng thọ mẹ tròn 70 tuổi với sự chứng kiến của các vị đại biểu đông hơn như ngày hôm nay. Bà Nga gạt đi vì với cái tâm lý tiết kiệm, bà bảo năm ngoái các con tổ chức thế là tốt rồi. Đấy, và gạt đi. Đấy. Nhưng mà các cháu cứ thiết tha đề nghị, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng qua buổi tổ chức ngày hôm nay, chúng tôi rất vui, rất phấn khởi, rất cảm động và rất trân trọng trước cái tâm, cái tầm của các con gái, con trai, con dâu, con rể và của các cháu. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu khách quý, các bạn bè thân thích, các bác, các cô, các chú vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Vâng, con xin cảm ơn những lời phát biểu vô cùng xúc động đến từ ông và bà. Và cũng thật vui khi được ông chia sẻ về chuyến đi du lịch miền Trung dành cho các ông bà nội ngoại ạ. Vâng ạ. Tôi và các em cũng là con bác, con cô. Thế em Tôn vừa giới thiệu, tôi cũng rất là xúc động. Hôm nay tôi mừng nhất là có toàn thể các đại biểu đến dự. Rất là tuyệt vời, và tuyệt vời hơn cả là các con, các cháu rất là hiếu thảo. Và chúc mừng em Nga. Và tôi cũng xúc động, tôi có hai câu thơ thôi. Hôm nay sinh nhật em Nga, Nhung chị xin có mấy lời chúc em. Chúc em trẻ khỏe, xinh tươi. Chúc em hạnh phúc, sống đời cùng cháu con. Xin hết ạ. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của bà ạ. Ông ơi, con mời ông nán lại sân khấu ạ. Cảm ơn bà về bàn tiệc ạ. Vâng, như vậy phần lễ sinh nhật đến đây được khép lại để nhường cho phần tiệc và chương trình nghệ thuật với chủ đề 70 mùa xuân, bao la tình mẹ.
Con xin trân trọng kính mời ông bà thực hiện nghi thức rót rượu, nâng ly chúc mừng sinh nhật ạ. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu có thể cầm trên tay chiếc ly của mình được không ạ? Chúng ta hãy cùng hô vang 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật ạ. 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, cháu xin tuyên bố kết thúc phần lễ và khai tiệc sinh nhật bà Nguyễn Thị Nga tròn 70 tuổi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ thưởng thức tiệc sinh nhật và những tiết mục văn nghệ vui nhộn do các nghệ sĩ của nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn. Xin kính chúc các ông bà, các bác, các cô chú một bữa tiệc thật ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Và sau đây, các nghệ sĩ của nhà hát chèo Hà Nội xin được kính mời quý vị cùng hướng về tâm linh, hướng về bề trên để mong các đức thánh phù hộ độ trì cho tất cả quý vị đã hiện diện tại đây và đặc biệt phù hộ độ trì cho mẹ Nga và bố Tôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Sau đây, quốc phòng xin cùng các nghệ sĩ của nhà hát chèo Hà Nội xin gửi tới quý vị hai giá hầu đồng vô cùng nổi tiếng được mang tên Ông Hoàng Mười và Cô Bé Thượng Ngàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức hai giá hầu đồng này và với sự biểu diễn vô cùng tuyệt vời của nghệ sĩ ưu tú Thảo Quyên cùng top nam nữ đến từ nhà hát chèo Hà Nội. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thấp thoáng trăng thanh cành hồng, lạy hoàng, hoàng về phù hộ độ trì cho bách gia trăm họ đang có mặt tại Star Galaxy Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Lạy hoàng, vân tiên mượn cánh chim hồng xin ông mười soi tỏ, xin người soi tỏ tấc lòng gió trăm nhịp cầu. Cô đem bắc sông ngân nhịp cầu, cô đem bắc sông ngân nhịp. Lê Hoàng, sớm hôm phụng thờ độ cho có chữ Nam Mô. Lệ hoàng, hoàng sông pha trăm trận, hoàng đánh đông dẹp bắc. Lệ hoàng, hoàng về phù hộ độ trì cho mẹ Nga thật nhiều sức khỏe nhân dịp sinh nhật tròn 70 tuổi của mẹ. Hoàng oai phong lẫm liệt quá. Lạy hoàng, lạy hoàng, hoàng oai phong lẫm liệt quá, hoàng múa cờ trông đẹp quá. Lạy hoàng, mời hoàng ngự tọa nghe văn. Bồ Đào, xin ông hoàng mười ngài nhấp cho say, trăm hoa giao kết mừng.
mừng ngày tiệc vui, tề tay tiên chuốc chén rượu đào. Nhất tuần sơ nâng lên kính mỗi các cô nâng mời là mời giữa ông hoàng mười sơi. Lệ hoàng hoàng chánh choáng rồi, lệ hoàng. Gào chờ chúa vừa trắng lại vừa trong đường vô xứ nghệ, đôi núi loanh quanh nơi ông mười giá ngự đẹp như tranh ngơ. Tranh họa đồ để rồi làm chi, cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi thời, cũng chẳng làm gì cho ai, cho nên có lộc lại có tài, có lại phải có phúc rồi lại thọ để hưởng lộc trời hoàng ban. Là họ ơi, ơi họ ơi họ. À, rẽ mây vàng trên thượng thiên, rẽ áng mây vàng cưới con xích điểu giữa hoa mười về trấn thủ Nghệ An. Sẽ loan thánh giá hồi
một tràng vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Thảo Quyên ạ. Và tiếp theo sau đây thì xin mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức giá hát màn diễn dưới hầu đồng cũng vô cùng nổi tiếng được mang tên Cô Bé Thượng Ngàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức giá hầu đồng này. Và quốc phòng và các nghệ sĩ của nhà hát Trèo Nội hy vọng giá hầu đồng này sẽ mong các đức thánh phù hộ độ trì cho tất cả quý vị đang hiện diện tại đây thật nhiều tài lộc, sức khỏe và bình an ạ. Lạy cô. Trên ngàn mì bầu trời cảnh Phật phong quang bốn mùa trên bát ngát chăn mì hoa đua nở dưới cảnh bầy cầm mà cú đua trời à, ơi à ơi à. Tòa nhất đồng kia đàn chim bay ơi nghi phất mi tới mọi nơi cá reo ngược nước lượn đi bơi vẫy vùng mì trên rừng tùng xó rừng mì lạc lác ôm mấy đỉnh sườn non đá chân treo leo kiểu dòng sông thương nước chảy trong veo ơi à ơi à ơi à. Trong veo kẻ xuôi người ngược ý nghĩ có tiếng hò reo vang lần nghỉ nhìn đa núi mấy tầng cao thấp ngàn cổ hoa tắm mi tắp mi màu xanh nghi ý nghĩ à ơi à ơi à. Cô sắc thắm ý nghĩ đua tranh mọi màu niềm thích thú một màu phong cảnh mùi cơm lam thịt là thích cô ngựa cô chơi đồng đăng ao cá chờ bờ ý nghĩ. Mùa xuân về bông hoa ban nở trắng, mùa thu về hoa cúc vàng tươi. Dốc 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 trên sườn núi, sau lưng eo người mèo ca hát đi. Dốc 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 trên sườn núi, sau lưng eo người mèo đi về. À, tiếng tù và vang xa trên sườn núi, tiếng hát người Mường vang vòng miền xuôi. Ai ca vang trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo ca hát đi. Ai ca vang trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo đi về. Lạy cô, cô ban tài tiếp lộc lạy cô. Bài sai đối chiều lục đi cung đi nàng ngân nàng ái vốn dòng sơn trang tính cô hay măng trúc nghi măng giang à, 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 à.
gùi trên vai nàng trái chín thơm. Dung dinh quẩy lắng đi đầu non, dung dinh quẩy lắng đi đầu non. Ý à điều sớm chiều ca vàng, tay khơi bề bán dân vàng, bán cho trăm họ giàu sang đi đời đời, bán cho trăm họ đời đời giàu sang. Lạy cô thương cô đến tận đầu giường cô cho. Lộc tài cô mới ban ra, bốn phương hội họp để đã ban cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho giải nhất sang nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Đệ tử con hôm sớm đi phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Vui đầy hoa bước theo nhịp trống, tay múa đều theo bách nhịp đàn ca, đôi tay tiên kia đôi tay tiên tiền lá vin cành y, hái tài hái lộc cô lấy danh cho đời, bước chân cô đã bước đi tới đâu, giờ mầm nhân nghĩa bác đi cầu vinh hoa, cô bé đẹp như sao bắt đầu ngân hà. Cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều ạ. Và sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục thụ lộc ạ. Bên rằng tre đồng lúa bãi sông, nay dù có ở nơi đây
đẹp biểu các cô các bác các anh các chị có thể nói là hôm nay 70 năm sinh nhật chị dâu em và em chỉ dùng một cái câu của các cụ đã để lại ạ. Đó là chị dâu em lấy chồng ôm cả giang san nhà chồng ạ. Đó, đấy là một câu em dành cho chị dâu em ạ. Dạ. Và khi chị dâu về chị về làm dâu thì em mới có 3 tuổi. Cho nên là chị như là người mẹ thứ hai của em. Nhân 70 năm ngày sinh nhật chị, vợ chồng em có một bài thơ để thể hiện cái tình cảm của chị, của tất cả các chị em gái chúng em cùng gia đình đối với chị dâu của mình. Ngày hôm nay mặc ra đong đầy hạnh phúc, mừng chị dâu tròn tuổi 70, 52 năm chị về làm dâu gia đình họ Mạc, mình chị dâu bên cạnh tám bà cô, ai cũng lo tám giặc bên ngô, nhưng nghệ thuật đắc nhân tâm chị dâu mình quá giỏi. Chị về làm dâu em mới lên 3, em lớn lên trong vòng tay của chị. Chị giúp mẹ thầy chăm sóc cả đàn em, bởi chị nụ công tác tận Sơn La nên chị dâu đã trở thành chị cả. Mọi việc chị lo sau trước vẹn tròn, cả Mạc tộc đều trân quý chị. Thế rồi, tháng năm dần trôi thầy mẹ tuổi già, cũng mình chị ngày đêm phụng dưỡng mẹ cha. Phận gái chúng em cũng chỉ là thăm hỏi, mọi việc trong ngoài mình chị lo toan. Nhớ lúc lâm chung mẹ vẫn gọi Nga, Nga. Nước mắt lăn dài thương dâu ngoan của mẹ. Mẹ ra đi trong vòng tay của chị, miệng ngậm cười mãn nguyện lắm chị ơi. Nay nhân ngày mừng tuổi chị 70, tám giặc bên ngô gửi lời tri ân chị đã cùng anh trai sánh bước đường dài, nuôi các con công thành danh toại, cháu con ngoan rạng rỡ tổ tông. Chúc anh chị mãi luôn hạnh phúc, tự tại an yên, phúc lộc thọ trường. Mạc tộc tự hào bởi có dâu ngoan, góp phần xây dựng Mạc gia hiển vinh rạng rỡ, từng nhà đi lên. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Và tiếp theo chương trình hôm nay thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiếng hát cũng rất ngọt ngào của nghệ sĩ Hồng Thắm với một nhạc phẩm rất là ý nghĩa được mang tên Quê Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Quê hương là
con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non nước nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Cho con yêu mỗi sớm chiều. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rực bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi. Một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi. Tiếng hát vô cùng sâu lắng và ngọt ngào của nghệ sĩ Hồng Thắm. Và sau đây Quốc Phòng và nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa xin gửi tới quý vị một bài hát chèo cũng rất vui được mang tên Nhớ về Hội Liêm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tháng riêng về với Hội Liêm, nhớ câu đến hẹn lại lên với người, bồng bềnh câu hát người ơi, liền anh liền chị nụ cười trao duyên. Thank you.
ơi dẫu rằng năm tháng khôn lì nguôi. Trong lúc chờ các quý vị lên tiếp tục giao lưu thì Quốc Phòng xin được tiếp tục gửi tới quý vị một giá chầu văn cũng rất hay, rất nổi tiếng, được mang tên Cô Đôi Bồng Lai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lạy cô, cô về ban tài tiếp lộc cho Bách Gia trăm họ lạy cô. Thiên thái ơi, là cảnh bồng lai tấu cô đôi thường đại tài ai đương cô đang hầu vua hầu mẫu trong tòa ý nghĩ trong tòa tiếng tăm lừng lẫy vua bà yêu cô ô cô ngự về đồng đánh nghi phân soi gương ý nghĩ lạy cô đẹp nhất tòa nhất đồng nhất sơn trang lạy cô. Về đồng mì đánh nghi phấn soi gương lược ngà trải chuốt khăn vành dây cô vẫn nỡ đầu vui
chơi quán sở tân lâu, xuyên giá lên chầu thượng đế vua cha đệ tử cô, vô số hằng hà ý nghĩ. Tiếp lộc gần xa cho đời, đứng trên ngàn rừng xanh ngàn ngát thấy cô đôi về, ngỡ Phật Quan Âm tay cô đôi đàn, miệng hát ca ngâm ý nghĩ à. Lạy cô, cô về phù hộ độ trì cho bách gia trăm họ, lạy cô. Tôi cảm ơn cô. Tay ý đàn đi, đôi tay cô đàn miệng cô hát ca ngâm, điềm đa điềm đón bồng trầm nhật hoan, vườn du con trên non dầu dĩ dưới suối ngàn, nắn nơ nỉ véo von cô đôi vui về thu ở lâm sơn ý nghĩ à. Cô về phù hộ đời trì cho mẹ Nga thật nhiều sức khỏe, lạy cô. Bài sai đối chiều lục nghi cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang, tính cô hãy mang trúc nghi mang giàng, mang tre mang nửa cơm làm trà đường, tính cô hãy xin ngài đi tìm, mùa nào thức ấy ai đem dâng cúng giàng, mùa nào thức ấy ai đem dâng cúng giàng. Lạy cô, cô thương cô đến tận giường cô cho, lạy cô. Cô đôi về hội múa, về cô đôi múa ca trên sơn trang tối linh, hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh véo von rộn ràng hát khúc ca mừng xuân. Núi đồi núi bao xa, lên trên ngàn cô hái bông hoa, hái hoa mang về đến đây, biết bao trăm họ chờ mong cô ban khen, biết bao trăm họ chờ mong cô ban khen. Mẹ cô xinh quá, cô tươi tắn quá. Soi bên lầu cô đẹp làm sao, tinh 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 tàng tính, soi bên lầu cô đẹp làm sao, kia vầng hồng soi núi, chim em bay dập trời, hòa mình trong nắng mới, khúc ca ngang trời, ngàn hoa ngát hương, chim oanh véo von rộn ràng hát khúc ca mừng xuân, chim oanh véo von rộn ràng hát khúc ca mừng xuân. Lạy cô, cháu cảm ơn cô rất nhiều.
cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cô về, cô thương Bách Gia Trăm Họ lầy cô. Vâng, kính thưa quý vị và giá chầu văn cô đôi Bồng Lai đã khép lại chương trình nghệ thuật chúc mừng lễ sinh nhật của mẹ Nga tròn 70 tuổi trong buổi sáng hôm nay. Một lần nữa, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội vô cùng cảm ơn tình cảm của quý vị. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.